chào tất cả mọi người nhé. Những em là một chẵn vẫn là một cái gì đó rất là hot hit luôn ý các bác ơi. Rất nhiều các bác hỏi những em chẵn này. Hôm nay em lại quay cho các bác xem một em L128. L128 chẵn nhá. Siêu to luôn. Giá nó sẽ cao hơn mặt bằng chung nhưng mà chạy nó đã bao thích rồi. Nói chung nó đã được rất là hot hit, nó vẫn rất là ưa chuộng, các bác vẫn rất là ưa chuộng và được giá luôn đấy các bác ơi. Thì các bác mua đi sau bán lại nó vẫn được giá, nó không bị mất giá như những dòng khác. Bởi vì chạy nó chạy rất là thích mà đồ nó rất là sẵn, đồ phụ tùng rồi thì các cái cách sửa chữa các thứ nó rất là thông dụng, rất là sẵn có luôn, mình không phải tìm đồ vất vả gì luôn nhé. Là 126 chẵn, 4 cây kết đây. Máy hai cầu trợ lực lái luôn. Mấy em còn lại đều có trợ lực lái này. Đó. Quả lốp siêu to khổng lồ luôn. 13.6 x 24. Nhưng mà không hề nứt luôn nhá các bác ơi. Không một vết nứt luôn. Không có một vết nứt nào luôn. Đó, mòn hơi mòn rồi. Thông số lốp các kiểu này, viết ký hiệu các thứ đều đầy đủ trên máy. Lốp Nhật bãi luôn. Đây, VN này. Lốp chuẩn Nhật bãi luôn này các bác này. Đó. Đó, đây. Lốp trước thì là 7-16. Cũng có nứt và mòn. Lốp trước thì xấu hơn. Lốp sau thì đẹp nhá. Bao đẹp luôn. Đấy. Phần cầu của nó đây này các bác ơi. Các bác xem phần cầu nhá. Đây. Toàn bộ cầu của nó này. Cực kỳ khô ráo luôn. Không có một chút xỉ nhớt nào luôn đấy các bác ơi. Xước một chút nhỏ ở ngoài này. Còn lại là như mới luôn. Đấy. Phần cầu đây. Cầu của nó đây. Nguyên zin từ những con ốc một luôn này. Đây. Em sẽ quay chi tiết cho các bác nhất. Chi tiết nhất cho các bác này. Đó. Đây nhá, máy có trợ lực này các bác này. BN này. Lái bao nhẹ bao thích luôn. Đó, tem đấu giá đây. Các bác phải theo dõi một cái phiên đấu giá thì mới biết rất là nhiều nước họ gọi là họ ưa chuộng cái dòng máy Nhật bãi này. Cực nói chung là máy nó rất là bền mà làm việc rất là thích luôn nên là nhiều nước người ta cũng săn đón chứ không phải là đọc nước mình đâu. Nên là giá cả nó cũng rất là cao. Các bác hay bảo là ở bên Nhật mà cục sắt của bên Nhật ấy nhưng mà về Việt Nam mà vẫn được giá luôn đấy các bác ơi. Làm việc thoải mái luôn. Đó. Đây. Phần tem của nó, tem chuẩn của nó đây nhưng mà nó hơi mờ rồi các bác ơi. Có một cái hình cho các bác này. Bên Nhật họ dán cho các bác luôn đây. Đó. Chỗ ngồi cũng rất là rộng luôn. Chỗ ngồi khá là rộng rãi luôn nhá. Cái phần ghế của nó thì bọn em thay ghế mới rồi. Đây, thiết kế rất là đơn giản thôi. Là tầng lên chậm, là tầng lên hãng thay như thế này thôi. Đó. Số chính thì cũng là gồm 4 tốc độ đây. Số chính 4 tốc độ và số phay. Phay VTO thì ở đây. Cũng 4 tốc độ nhá. Bây giờ em tự xách vào. Em này chạy được hơn 1.000 giờ đấy. Nắp bình giờ đây. Mô của nó đây. Đây em sẽ nhờ bạn ấy đánh lên cho các bác xem tiếng động cơ luôn. Em có biết đánh đâu. Chưa biết nổ. Đây, em sẽ nhờ bạn ấy đánh lên cho các bác luôn. Nói chung là máy đặt cá lên lên luôn đấy các bác. Không có ảnh hưởng.
này thì là 4 máy nhá các bác ơi. 28 mã lực mà 4 máy. Mã động cơ của nó nhìn rất là rõ này. 1.499 nhá. Đấy. Phần động cơ của nó đây, bao zin luôn. Bao zin từng con ốc một luôn đấy các bác ơi. Chỉ lắp ắc quy vào là để nổ là làm việc luôn thôi. Không cần phải qua gì. Sửa chữa gì cả. Đây, phần bên này nhé, em chưa quay cho các bác đây. Đấy. Phần bên dưới gầm của nó đây này. Động cơ này. Nhìn chất lừ luôn ấy. Mà nó còn nhìn rất là rõ nét những cái ở bên trong luôn ấy. Đấy, em này chạy ít này các bác này. À, các bác mà thích những cái dòng chẵn mà dòng máy to như thế này thì lựa chọn em 28 này nhá. Đây là phần đuôi đằng sau. Trục đùi sau này. Cái phần mâm bên trong này thì nó có vẻ hơi ham thôi. Hơi ham của việc kiểu thời gian dùng lâu ấy, chứ còn nó không ảnh hưởng gì luôn đấy các bác ơi. Không ảnh hưởng gì đến chất lượng bên trong cả. Nó chỉ gọi là xấu mã một chút thôi. Em này máy to mà 28 mã thì chạy kéo được dàn tới tầm 1m8. Dàn chảo cũng tầm chảo 6, chảo 7 cũng ok nhá các bác ơi. Đó. Lốp siêu béo luôn, lốp to cực kỳ luôn. Đến so với quả lốp của em này là em 28 là oăn, là so với một quả của bên này là GL28. Nhìn quả lốp của nó phải to gấp mấy lần ấy. Gấp rưỡi ấy. Đó. Lốp siêu to luôn. Chạy cực nhanh luôn này. Đèn nước đầy đủ nhá. Đèn đầy đủ luôn này. Đó các bác ơi, một em 28 mã lực là oan chẵn 28 mã luôn, chuẩn hàng Nhật bãi luôn nhá. Tem đấu giá đầy đủ đây. Một máy bãi thì sẽ xác định là không có máy rẻ đâu các bác ơi. Mà nó phải có như thế nào thì mới được ưu ái và được rất nhiều mọi người các bác lựa chọn luôn thì các bác cứ thử tham khảo dòng máy bã nhé, dùng bao bền luôn, hỏng hóc rất là ít, số gọi chiếm tỷ lệ rất là ít luôn. Đó, thì các bác mua hàng có thích em nào hoặc là muốn quan tâm giá của em nó thì có thể để lại bình luận, em sẽ báo giá cụ thể cho các bác ở dưới bình luận nhé các bác ơi. Còn em không báo giá ở trên video các bác ạ, bác thông cảm giúp em nhé. Còn báo giá bình luận em vẫn báo giá cho các bác nào quan tâm. Nhiều bác hay hỏi muốn quay là muốn nghe luôn giá, nhưng mà thực sự là việc báo giá trên mạng nó rất là có nhiều hạn chế của bọn em ấy, nên các bác thông cảm giúp em nhé, em sẽ không báo giá trên video đâu. Đó, còn các bác cũng quan tâm hoặc là muốn quay chi tiết em nào có thể để lại bình luận, em sẽ quay cụ thể cho các bác nhé. Rồi ạ, em xin kết thúc video tại đây nha các bác ơi, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ. Xin chào tất cả mọi người nhé.